Hello, xin chào tất cả các anh em. Thì hôm trước thì đã có những bộ mic giá rẻ LXU700 có hàng về, thì em đã thông báo tới tất cả anh em. Thì giá những bộ mic này đó là 2 triệu đồng, là đã bao gồm phí ship tới tất cả anh em. Thì hôm nay em sẽ test cái chất âm và test cái chức năng của nó, để anh em thấy được cái bộ mic này giá rẻ nhưng mà chất lượng của nó cực kỳ tốt và đầy đủ các chức năng, các công nghệ mà anh em có thể tham khảo. Thì đối với những bộ mic LXU700 này, thì đây là cái mặt màn hình của nó này, cái mặt đầu thu của nó này. Anh em nhìn thấy một cái mặt màu xanh này. Đấy, màn màu xanh rất đẹp anh em nhá. Nút nguồn nó sẽ có đèn màu đỏ này. Đấy. Phím này là phím bằng cao su này. Còn phím này sẽ là phím nhựa. Ấn độ nhảy, độ nhạy của nó rất là tốt. Đấy, và đây là những cái tay mic của nó. Đầu thu của nó thì nó sẽ hiện các tần số như là 6 số hoặc có thể sử dụng 3 số để anh em có thể nhìn thấy. Đấy. Đều có chế độ tự ngắt. Và con này thì có chức năng đó là cảm biến gia tốc đây em nhé. Có cảm biến gia tốc nữa. Và đây là cái tay mic mà anh em có thể thấy. Em sẽ nói rõ về các chức năng của những cái tay mic này. Khi anh em chỉ cần ấn vào nút nguồn. Đây, anh em ấn liên tục vào nút nguồn và anh em có thể nhìn thấy tiếng mute. Và khi mute này thì nó sẽ không lên tiếng cho anh em. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nó không lên tiếng và khi anh em nhả ra, anh em không ấn nữa thì nó sẽ phát lên tiếng cho anh em này. 1, 2, 3. Đấy, đây là cái chức năng đầu tiên mà khi anh em ấn nhiều vào cái tay mic này, ấn liên tục đấy, thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng nó là tự ngắt cho cái tay mic này. Đấy, tự ngắt là nó không lên tiếng nữa. Và em sẽ thử cái chế độ tự ngắt của nó luôn. Nó đang ở tần số đây này, 642150 em nhé. Đó là tay bên tay phải. Và khi anh em để xuống đây tầm khoảng 3 đến 5 giây thì nó sẽ bắt đầu hoạt động cái chế độ tự ngắt của nó. À, tự ngắt tay mic để nó tiết kiệm pin cho anh em. Và khi anh em hoạt động đây, tự ngắt rồi anh em nhé, nó hiện chữ mute và nó mất tất cả các tần số sóng ở đây. Và anh em cầm lên này thì nó sẽ có sóng trở lại cho anh em. Đấy, sẽ có sóng trở lại cho anh em để anh em có thể sử dụng này. Đấy, chế độ tự ngắt này nó sẽ tiết kiệm pin cho anh em. Khi anh em không hát nữa, anh em đặt xuống mặt bàn hoặc đặt xuống đấy thì nó sẽ có chế độ tự ngắt, nó sẽ tiết kiệm pin cho anh em. Và với những bộ mic này thì hát nó đã tiết kiệm pin rồi, các chức năng công nghệ của nó nữa thì nó rất là tiết kiệm pin cho anh em. Và em sẽ thử tiếp cái công nghệ của nó, đó là cái cảm biến gia tốc anh em nhé. Cảm biến gia tốc là gì? Khi anh em để rơi những cái tay mic này xuống đất hoặc là rơi đấy thì nó sẽ không gây ra tiếng lổ lộp bụp trên loa như những dòng mic khác. Và em sẽ alo lại cho anh em này. 1 2. Và sẽ thử luôn cái cảm biến gia tốc anh em nhé, nó vẫn lên tiếng bình thường nha. 1 2. Và để rơi này. Đấy, nó không gây ra hiện tượng đó là lổ lù bụp trên loa nhá. Đây, vẫn có tiếng. 1 2. Và thử tiếp này. Đây. Và khi đó anh em sẽ nhìn trên cái đầu thu này nó sẽ mất sóng này. Đây, anh sẽ thử lại cho anh em. Đây. Và anh em cùng nhìn trên cái đầu thu nhá. Đây. Mất tiếng này. Đầu thu sẽ mất sóng và tầm khoảng 2 đến 3 giây sau thì nó sẽ hoạt động sóng trở lại cho anh em. 2 đến 3 giây sau anh em nhá. Đấy, nó tính cả cái thời gian mà khi tay mic này nó bị rơi và nó bị lăn xuống, nó lăn thì tầm khoảng 2 đến 3 giây thì nó mới phát ra tiếng trên những tay mic này. Anh em thấy, nhìn thấy đây. Đây, đây. Không lên tiếng luôn. Và alo này. Alo để lên tiếng này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Vẫn hoạt động bình thường anh em nhé. Và cái tay mic này nó lắp pin và rất là khít luôn. Anh em lắc này nó không gây ra hiện tượng lổ lụp bụp hay là gì đó trên cái tay mic đâu. Đấy, pin nó được lắp vào những cái tay mic này nó rất là chặt. Đấy, có rất là nhiều các công nghệ mà anh em có thể sử dụng trên những bộ mic này. Đấy, cảm biến tự ngắt, cảm biến gia tốc rất là tốt cho anh em. Đây, thử cho anh em lại. 1 2. Đây, rồi ok cho anh em, nó vẫn lên tiếng bình thường, vẫn có nguồn bình thường nhé. Đây. Đấy, rất là ok luôn. Đấy, một cái 1 2 3. Cái chức năng của nó anh em thể thấy rất là tốt, giá rất là rẻ, chỉ 2 triệu đồng. Một cái tay mic anh em có thể nhìn thấy một cái thiết kế rất là đẹp đúng không ạ? Sử dụng tần số sóng nó là UHF microphone. Đấy. Và sẽ thử cái chất âm cho anh em. Ở đây em sử dụng vang đó là vang L9 và cũng đẩy F7409, loa TVK15 bass 40. Đây anh em có thể thấy em đứng rất gần loa, nó giảm hú rít rất tốt từ tất cả anh em. Và con vang này thì hầu như em chưa căn chỉnh gì anh em nhé. Con vang này đang để mặc định và chưa căn chỉnh gì. Và đây anh em có thể nhìn thấy đứng rất gần loa. Đây, khoảng cách em đứng nó tầm khoảng 50 đến 60 cm thôi anh em nhé. Và alo tiếng mic thì nó cũng không gây ra hiện tượng hú rít,
nó giảm hú rít rất tốt từ tất cả anh em rồi. Đấy, cảm biến tự ngắt, cảm biến gia tốc, rồi hạ giảm hú rít. Và sẽ alo thử cái tiếng mic để anh em cùng nghe cái chất mic của nó rất là sáng và rất là ngon. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6. Đấy, tiếng rất hay anh em nhé, với bộ mic lấy U700 này với giá nó chỉ là 2 triệu đồng bao ship thôi. Thì anh em nào có nhu cầu mua hàng liên hệ với em qua số đại bên dưới. Anh em xem video nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông, nhấn like để xem các video mới nhất của bên em. Đấy, một cái thiết kế của bộ mic lấy U700 này tự ngắt, cảm biến gia tốc, rồi thử cho anh em các cái chức năng của nó như thế nào. 3-5 giây nó sẽ tự ngắt luôn anh em nhé, tự ngắt để tiết kiệm pin này. Đấy, tự ngắt để tiết kiệm pin cho anh em. Đấy, tự ngắt luôn, hiện chữ mute và mất tất cả sóng này. Đấy, rồi thì anh em nào có nhu cầu mua hàng liên hệ với em anh em nhá. 2 triệu đồng bao ship toàn quốc tới tất cả anh em, một bộ mic giá rẻ nhìn thiết kế rất là đẹp luôn. Rồi chào tất cả anh em và hẹn anh em ở các clip lần sau ạ.